cây có gốc nở cành xanh ngọt nước có nguồn bể cả sông sâu người ta sinh trường bờ. Mày
Yeah.
có tự mày mày không gì cả thế gian này cũng không dẫu bạc dày tiền thì dòng dòng cũng hết thác đi rồi còn biết chi đâu rồi. Nay hóa nhật kỳ công ơn đức tấm lòng thành lễ bạc kính dân
Quyền bà cai quản năm phương,
muôn dân sớm tối dân hương chùa bà, nhớ ơn công đức to lớn của Chúa. Để tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời các quý vị sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của nghệ nhân dân gian Xuân Đậu với tiết mục hát chầu văn chúa bà Vũ Vân. Xin được kính mời các quý vị đại biểu cùng các quý vị khách quý cùng thưởng thức. We'll be right back.
Trương Nam Điền, trưởng ban chuyên đề tạp chí điện tử nhân lực nhân tài Việt.
xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của tiến sĩ Thân Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục, trưởng đại diện miền Bắc Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Vân, Phó trưởng đại diện Văn phòng Kỷ lục miền Bắc. Xin được trân trọng giới thiệu ông Dương Ngọc Anh, trưởng ban tôn giáo thành phố Hải Phòng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Xuân Thủy, phó trưởng ban tôn giáo thành phố Hải Phòng. Xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Công Thành, tôn giáo tín ngưỡng khác, ban tôn giáo chính phủ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Quyền, phó chủ tịch phường Ngọc Xuyên. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Sao Hình, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quận Đồ Sơn. Kính thưa các quý vị, tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, trưởng đại diện miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, sẽ lên công bố quyết định của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tới đền chúa Bà Ngũ Phương ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị, thưa bà con nhân dân, thay mặt Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng xin đọc quyết định công nhận kỷ lục đến đền Ngũ Phương. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 7 năm 2022 quyết định về việc xác lập kỷ lục Việt Nam. Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam căn cứ quy trình xác lập kỷ lục Việt Nam của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, căn cứ đề xuất của đền chúa Bà Ngũ Phương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, tại bộ hồ sơ tài liệu đã cung cấp, căn cứ quá trình kiểm tra đối chiếu và thẩm định của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, xét đề nghị của Ban Thường trực Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, quyết định điều 1 chính thức xác lập kỷ lục với nội dung bộ tượng Tam Tòa Thánh Mẫu bằng đồng lớn nhất Việt Nam đến đền chúa Bà Ngũ Phương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2022. Điều 2, kỷ lục này được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống kỷ lục Việt Nam, được ghi vào các ấn phẩm kỷ lục hàng năm và thông báo đến cộng đồng kỷ lục gia trên toàn quốc. Điều 3, đơn vị sở hữu kỷ lục này có trách nhiệm quảng bá hình ảnh kỷ lục Việt Nam trong nước và quốc tế. Hội đồng viện kỷ lục Việt Nam, tổ chức kỷ lục Việt Nam và đơn vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trần Trường An đã ký. Xin trân trọng cảm ơn. Kỷ lục Đông Dương, trưởng đại diện miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã đặt quyết định cho tới chúa Bà Ngũ Phương ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu tới sự hiện diện về dự buổi lễ khánh thành ngày hôm nay có sự hiện diện của cụ Nguyễn Tứ, là chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn Tín ngưỡng Việt Nam. Xin quý vị dành một tràng pháo tay. Và về phía chính quyền địa phương, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu có ông Hoàng Gia Tuấn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quận Đồ Sơn. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Than Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, sẽ lên trao bằng và kỷ niệm chương của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tới đền chúa Bà Ngũ Phương. Và xin được trân trọng kính mời thủ nhang Hoàng Sa Bổ sẽ lên đón nhận, và ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Chủ tịch phường Ngọc Xuyên, trưởng ban tổ chức lễ hội phường sẽ cùng lên đón nhận ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các quý vị có tên trên sẽ cùng bước lên trên sân khấu. Xin được kính mời tất cả quý vị sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng.
chúa Bà Mẫu Phương đang đón nhận những kỷ lục và quyết định. Đó là một niềm vui không chỉ đối với những người nằm trong thủ nhãn của đền hay tất cả con dân địa phương, và đối với những người làm về công tác tín ngưỡng, đó là một niềm vui vô cùng lớn lao. Kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bước lên sân khấu ông Hoàng Gia Nhân, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Hải Phòng, Chủ nhiệm Hội Tín ngưỡng Thờ Mẫu Hải Phòng, thủ nhang đền Chúa Bà Ngũ Phương, sẽ cùng lên đọc lễ khai mạc và lễ khánh thành ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị khách quý, thưa các thanh đồng đạo quan, thưa các thanh đồng đạo quan cô bác và nhân dân địa phương, từ xa xưa Đồ Sơn gọi người tôn vinh là vùng đất thiêng, nơi vừa tọa chấn giữ vùng cửa biển quan yếu của chư Phật tiên thánh. Nơi đây là vùng đất có ánh sáng của Phật giáo đầu tiên du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ trước công nguyên. Cổ xưa người Đồ Sơn đã ví những dáng hình mảnh đất Đồ Sơn như một làn rồng bay từ đại dương về với đất mẹ, để hình ảnh Đồ Sơn đi vào thơ ca trong dân gian của vùng cao đất Đồ Sơn. Chỉ con theo bè dòng dòng, còn một con lúc ra lòng bất chân, đông kia núi độc phản thân, tây kia núi mẫu mấy lần ôm con. Đèn bà nằm trong vảy cung núi Mẫu Sơn, phía đông và phía tây vươn ra như hai hòn rồng vỡ cháy, như đôi cánh tay của người mẹ hiền ấp ủ che lấp lấp những người con trong nắng hạ vươn luôn và bảo vệ những người con trong bóng tối đàn đồ. Đền bà là một công trình văn hóa tâm linh tín ngưỡng của nhân dân địa phương, du khách xa gần. Đền bà hôm nay nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa đình Ngọc suối Rồng, đền Tam Sơn, tháp Cửa Long, danh thắng nổi tiếng của vùng cao đất Đồ Sơn. Thời gian và năm tháng trôi qua, ngôi đền bà xuống cấp nặng nề. Đền đào bảo tồn di sản văn hóa tín ngưỡng Tam Phủ người Việt được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thủ nhang xin phép địa phương trùng tu và tôn tạo đền bà như ngày hôm nay. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách, và Nam Phương là vị thần, vị thành nữ đặc biệt được rất nhiều người dân đất Việt ngưỡng vọng thành kính, và được mọi người gọi danh tôn Chúa Bà Nam Phương, Chúa Bà Ngũ Phương, Chúa Bà Vạn Cảnh. Theo tài liệu lịch sử ghi chép tại Hải Phòng, bà Nam Phương tên thật là Vũ Quần Quế Hoa, người họ Vũ là Gia Viên, tên ông là Nàng Cấm. Trong thần tích lưu giữ tại đình làng Gia Viên, sau khi quân cấp tốc về vùng biển Đông Hải để chuẩn bị chống giặc quân xâm lược Nam Hán, mua quyền đóng đô tại cung làng Gia Viên, ông cho canh giữ vùng đất này rất nghiêm ngặt nên mọi người gọi là làng Cấm. Tại đây, Vũ Quế Hoa mua quyền giao nhiệm vụ lo việc quân lương phục vụ quân ta đánh giặc. 20 vạn quân Nam Hán do Thái tử Hoàng Thảo chỉ huy theo đường sông Bạch Đằng vào xâm chiếm nước ta, chỉ trong nửa ngày vô quyền đã tiêu diệt toàn bộ đội quân xâm lược. Đại thắng Bạch Đằng lần thứ nhất năm 1958, chấm dứt ngàn năm bắc ngược, mở ra kỷ nguyên độc lập lâu dài cho đất nước. Trong chiến thắng hào hùng đó có sự đóng góp không nhỏ của đội quân binh miền Đông, chủ yếu là dân địch miền Duyên Hải, trong đó nổi bật là vai trò Vũ Quế Hoa, người Nàng Cấm, thủ lĩnh việc quân lương với lòng làng, với yêu nước lòng làng, tinh thần trách nhiệm, tài năng tháo bát, uy tín cao trong nhân dân. Và Quế Hoa đã cung cấp đầy đủ kịp thời cho quân ta ăn no đánh thắng. Khi Dương Vương định đô ở Cổ Hoa, Ngô Quyền xét công lao của bà nữ tướng quân lương
dân xã tắc gặp thiên tai địch hòa, quần chúa thể hiện diện giúp cho dân đai ngoan mạnh khỏe, mang ấm no. Do vậy nhiều triều vua sắc phong chúa bà phúc thần tại thành phố Hải Phòng còn lưu giữ hai đạo sắc phong. Sắc phong niên hiệu Hải Định năm thứ 9 ngày 25 tháng 7 năm 1924 phong Đoan Phúc Dục Bảo Trung Hưng Tôn Thần. Đạo sắc niên đại Bảo Đại thứ 9 ngày 25 tháng 8 năm 1934 phong Vũ Quần Bà chúa bà Trang Huy Thượng Đẳng Thần. Chúa bà được lưu truyền trong tiềm thức của nhân dân vào thế kỷ thứ 10 sau chiến thắng Bạch Đằng, quốc thống được xác lập dưới trời phía Nam. Ngô Quyền Bất các triều đại phong kiến phong sắc khi làm phúc thần thần hoàng của xã Nàng Đổ Sơn gắn liền với sự tôn vinh của Ngô Quyền là vua bậc đối tượng các bậc công thần danh tướng dân gian truyền gọi xếp hạng vào cấp đầu của ngài vũ quận. Ngài được đại diện tiêu biểu cho giới phụ nữ thủ lĩnh đội quân hậu cần phục vụ chiến dịch Bạch Đằng. Trong tri tư người Việt luôn cho rằng sức mạnh làm nên chiến thắng chống kẻ thù xâm lược bảo vệ tổ quốc bao giờ cũng có công lao lớn của những người phụ nữ xưa và nay. Để phát biệt khẳng định nền độc lập quốc gia của người Việt phía Nam, của nước ta phía Bắc, Hán của Đông Hán, người dân coi Ngô Quyền là vua với dưới triều phương Nam. Nhân dân ra còn gọi quan niệm vua tất phải có chúa, như vậy Vũ Quận trở thành bà chúa phương Nam, tức là bà chúa của phương ngày nay. Thời gian cùng với sự sùng kính tín ngưỡng thờ mẫu và sự tín ngưỡng của bà trước đạo hiếu, con nhang đệ tử tôn vinh thánh mẫu vũ quận thứ ba là một trong những vị hội đồng thánh chúa có quyền tắc thực hiện nhiệm vụ của các bậc thánh sáng tạo trong tứ phủ. Cũng từ đây nhân dân thường gọi ngài là chúa bà vũ phương, chúa bà vạn thần. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách, trải qua 997 ngày đêm thi công công trình, 167 ngày lắp đặt, đến nay công trình chúa bà đã được chủ tu tôn tạo khang trang tố hảo. Đền bà chúa hôm nay là quần thể trong công trình kiến trúc nghệ thuật được phối cảnh kết thờ tiền Phật hậu thành tam bảo thánh mẫu chính cung chúa bà đầu chuông đầu trống giải thủ. Tất cả các công trình làm nên bằng vật liệu thiên nhiên truyền thống gỗ đá đất nung và được xây dựng tôn tạo theo kiểu kiến trúc truyền thống với mái cao, với chiều dài, với chiều rộng đều cân đối trên các diện tích kiến trúc và trang trí của công trình, được các nghệ nhân tài hoa thể hiện rất tinh xảo với tính mỹ thuật cao, phản ảnh các nội dung đề tài phong phú như tứ tinh tứ quý, hoa lá cảnh, mây gió sinh động, đặc biệt hoa văn, họa tiết, con giống, điêu khắc, trang trí mỹ thuật trên công trình kiến trúc đều mang phong cách nghệ thuật của thời Lý Trần, một nền mỹ thuật tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Hệ thống thần tượng, tượng pháp, đồ thờ, đồ tế tự bài trí sắp đặt trong điện được chế tác tinh xảo, chữ nghĩa trao chuốt với nội dung chứa đựng những giá trị truyền thống sâu nhân văn sâu sắc đều được dát vàng phát ràng rỡ, tỏa sáng rực rỡ, lung linh huyền diệu. Đặc biệt ba pho tượng mẫu đúc bằng đồng nặng 7 tấn đồng đỏ đã được kỷ lục hôm nay phong tặng đệ nhất của nước Việt Nam. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách, tổng thể đền bà khang trang tố hảo như đóa hoa sen kỳ vĩ huyền diệu lở giữa đồng đất Phật, ông cũng là điều Phật trợ duyên thiết tiếp sức. Đền bà là một nơi hội tụ thiên địa công trình kiến trúc nghệ thuật hiến quý thờ thánh bà Bát Phương,
của vùng đất duyên hải Bắc Bộ. Đền Bà cũng là một công trình văn hóa thể hiện tinh thần bảo tồn, phát huy giá trị di sản thổ nhang và nhân dân cùng các thanh đồng đạo văn trên mọi miền đất nước đã dày công vun đắp. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách, trong buổi lễ trọng thể này, cho phép tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan đơn vị chức năng của thành phố, quận Đồ Sơn, phường Ngọc Xuyên đã tạo mọi điều kiện để công trình hôm nay được hoàn thành. Xin chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng cao đẹp của bà cô chú bác Hải Phòng, nhân dân địa phương, du khách thập phương, kiều bào nước ngoài về thăm quê hương. Xin cảm ơn tất cả các thanh đồng đạo văn trên mọi miền đất nước. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn lớp lớp các đoàn thờ trong 997 ngày lục lễ, 167 ngày lắp đặt công trình đã hoàn thành để lại cho muôn đời thế hệ mai sau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt, bảo tồn tục thờ tam tứ phủ người Nam, thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 8 về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Với ý nghĩa đó, tôi trịnh trọng tuyên bố lễ khánh thành đền Bà Cung Phương xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ông Hoàng Sa Nhật, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Hải Phòng, Chủ nhiệm Hội Tín ngưỡng Thờ Mẫu Hải Phòng, Thủ Nhang Đình và Chúa Cô Phương đã chính thức đọc diễn văn của lễ khánh thành ngày hôm nay. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đại biểu sau sẽ cùng bước lên trên sân khấu để cùng làm lễ cắt băng khánh thành. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Quyền, Phó Chủ tịch phường Ngọc Xuyên, trưởng ban tổ chức lễ hội phường. Xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Gia Tuấn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quận Đồ Sơn. Và sau đây, xin được mời các đại biểu chúng ta sẽ cùng chính thức cắt băng khánh thành đền Bà Ngũ Phương. Và xin tất cả các quý vị đại biểu và quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự kiện trọng đại này. Xin được trân trọng cảm ơn các đại biểu đã chính thức cắt băng khánh thành đền Bà Ngũ Phương ngày hôm nay. Và sau